gọi là gian hàng nhưng không buôn bán. Gian hàng yêu thương được đặt trong khu lưu trú của bệnh nhân và người nhà của bệnh viện. Quần áo tới ba lô, túi sách v.v. bệnh nhân có thể đến lấy tự do theo sở thích của mình. Gian hàng được đặt ngay tại sảnh của khách sạn thân nhân, hoạt động xuyên suốt theo khung giờ phù hợp để người bệnh cũng như thân nhân tới chăm bệnh dễ chọn lựa các vật phẩm theo sở thích. Gian hàng đa dạng các mặt hàng, quần áo cũng được các nhân viên của bệnh viện mang xuống đầy đủ, từ các loại áo khoác tới áo thun, đồ ngủ, v.v. Ngoài ra, bệnh viện cũng có một tủ sách riêng cho các bệnh nhân nội trú đọc. Dạ, được 2 bộ. Cái bà thấy phấn khởi, là bên từ thiện làm, là bà thấy nhận hạ quà rồi phấn khởi. Đủ, mình lấy này là đủ thầy á. Thì ở hơn mấy ngày rồi, thì ăn cơm từ thiện thôi chứ không có cái gì hết, tiền cũng nghèo. Đi để biết, thì không biết có mẫu hay không, phẫu thuật hay không, mình cũng chưa biết cái đó. Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, nhìn thấy nhiều bệnh nhân và người thân đi khám chữa bệnh ở nhiều ngày không đủ quần áo và vật dụng để sinh hoạt, ban giám đốc bệnh viện đã giao cho phòng thực hiện hóa ý tưởng gian hàng quần áo cho những ai có nhu cầu. Hiện tại toàn bộ số vật phẩm của chương trình là do cán bộ công nhân viên của bệnh viện quyên góp. Chuẩn bị chắc cũng khoảng gần một tháng nay từ quá trình mình thu gom và giặt giũ chọn lọc rửa ra những đồ mình còn mặc được. Rồi sau đó mới triển khai vào ngày 10 tháng 10 hôm nay. Mình cũng cảm thấy vui theo bệnh nhân chứ, cảm thấy đồng cảm với cô bác một phần nào đó mình góp cho cô bác được một chút ít tấm lòng. Mình đưa gian hàng này ra cô bác rất là vui mừng. Khi có những bộ đồ họ lựa được vừa ý mình, cảm giác thấy họ vui mình cũng vui theo. Đặc thù của Bệnh viện Chợ Rẫy là thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh nặng và có nhiều bệnh nhân phải ở nội trú dài ngày. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn rơi vào cảnh khánh kiệt. Như gia đình ông Võ Thành Tính, để dành tiền chữa bệnh cho con gái, ông và vợ đi chăm bệnh đang ngủ tạm ở khu hành lang, không may bị kẻ gian lấy trộm mất ba lô quần áo. Gian hàng yêu thương của bệnh viện đã giúp ông bớt một khoản tiền để mua đồ mới hoặc đỡ một chuyến xe về quê lấy đồ. Nói chung nếu mà từ ngày đi tới giờ hơn 2 tháng rồi, nhà gái bị đi học trên này đó, đại học năm thứ tư, giờ cháu bị ung thư máu, giờ nằm ở đây không cũng hơn tháng rồi. Có được vừa rồi con này giúp cho được ngân bộ rồi nè, cái quần dài, quần ngắn với là cá thun. Dạ, cũng cảm ơn. Nói chung là mất đồ mà giờ ở đây có hỗ trợ, có nhà hàng, có đồ gì đó, mình có đồ bận cũng được. Cảm ơn. Đối với những trường hợp đặc biệt như gia đình ông Tính, nhân viên của bệnh viện lại đi lựa chọn quần áo phù hợp và tặng riêng cho ông. Những bộ quần áo có thể cũ đối với một số người, nhưng lại là một món quà có ý nghĩa đối với bệnh nhân, thân nhân không may rơi vào cảnh khó khăn. Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sắp tới sẽ tiếp nhận nguồn quần áo, sách và một số vật phẩm khác của các mạnh thường quân bên ngoài, để gian hàng sẽ còn lan tỏa nhiều hơn nữa, những yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn.